Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Quý Hợi trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Quý Hợi sẽ có được các tinh trợ mệnh thần tài dẫn bước sẽ đốn nhiều vận may bất ngờ tài lộc thăng hoa có được cơ hội trúng số trúng thưởng đổi đời đại gia và quân giáp này sẽ thay đổi cuộc đời từ đây vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý anh chị tuổi quý hợi cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây nhé Tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023 người tuổi quý hợi, sinh năm 1983, là tuổi con lợn, thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Bản mệnh tuổi quý hợi rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Để xuất hành đi xa hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh tuổi quý hợi nên lựa chọn khung giờ hoàng đạo trên, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi quý hợi, sinh năm 1983 người tuổi quý hợi phải trải qua nhiều sóng gió và phiền muộn ở tiền vận, từ 36 tuổi trở đi thì cuộc sống mới bớt đi thăng trầm, được dễ dàng và có cơ hội để gây dựng sự nghiệp, ngoài 40 tuổi thì cuộc sống được ổn định, đủ đầy, tinh thần thành thơi, yên bình. Nói chung, người tuổi quý hợi, sinh năm 1983, phải trải qua nhiều biến động ở tiền vận, sang đến trung vận mới được xuân sẻ, tốt đẹp, có cơ hội gây dựng tiền đồ cho bản thân, để cuộc sống được vui vẻ, thoải mái hơn. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 tuổi đến 83 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nhờ gặp được cục diện ngũ hành Tam hợp Hợi Mão Mùi cùng với nguyệt lệnh Lâm Đế vượng trợ mệnh nên rất có lợi cho con đường phát triển công danh, sự nghiệp. Trong tháng này vận trình của người tuổi Quý Hợi có nhiều điểm sáng, niềm vui liên tục kéo đến, cát khí tăng mạnh giúp cho con giáp này khai thông rất nhiều dự án trì trệ, bế tắc tưởng như đi vào ngõ cụt trước đó nay lại tiếp tục được triển khai. Với người tuổi quý hợi trong tháng này, việc lớn, việc nhỏ đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, kết quả đạt được như ý muốn, bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bỏ công bao ngày phấn đấu, và chờ đợi, cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của bản mệnh tuổi quý hợi, đều tăng lên nhanh chóng. Với lối tư duy nhạy bén, cộng thêm phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng, và bạn rất dễ được đề bạt, đảm nhiệm thêm trọng trách mới nếu cấp trên có tin tưởng và trao cho cơ hội bạn hãy cứ mạnh dạn đảm nhận công việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân mình có nhé trong môi trường tập thể bạn đang thể hiện được uy tín năng lực của bản thân điều này giúp cho bạn khẳng định được bản thân mình uy tín vị thế của bạn ngày càng tăng cao nên được mọi người tin tưởng bên cạnh đó các mối quan hệ xã giao hài hòa cùng với sự xuất hiện quý nhân giúp sức nhiều bạn có được những sự san sẻ hỗ trợ kịp thời có được những cách làm việc sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm hơn trước chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã định sẵn, tận tâm, tận lực làm việc, không ngại khó, không ngại khổ, là không khó để chạm tay tới thành công. Tuy nhiên, người tuổi quý hợi cũng nên chú ý, dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bạn, bạn vẫn nên hành sự thận trọng không được tỏ thái độ ngạo mạn, hay coi thường người khác, kẻo tiểu nhân thấy chướng tai, gai mắt mà gây họa cho mình nhé. Về mặt tài vận, Tử vi cho thấy, bước sang tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, tháng có nhiều cát tinh trợ mệnh, giúp cho người tuổi quý hợi, có công việc băng băng thẳng tiến, đạt được kết quả ngoài dự kiến, từ đó thúc đẩy vận tiền bạc được dồi dào, tài chính khởi sắc mạnh mẽ. Tài vận của tuổi quý hợi, sinh năm 1983, dễ được hưởng lộc trời ban, tất cả mọi công việc đều hanh thông, thuận lợi, kết quả cuối cùng đều mang đến cho bạn là tiền bạc. Cục diện ngủ hành tam hợp hợi mão mùi trợ lực lại là tháng đế vượng, đây cũng đồng thời là một trong những tháng mà tài lộc của người tuổi quý hợi sáng nhất trong năm quý mão 2023 này. Thu nhập chính và thu nhập phụ của bạn ngày càng tăng cao, làm cho túi tiền của bạn không ngừng đầy lên, thẻ tín dụng không ngừng nhảy cấp số nhân. Việc kinh doanh, buôn bán được hanh thông thuận lợi, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn ngày càng nhiều. Với người làm công ăn lương, có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương với những biểu hiện xuất sắc của bạn, tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao, dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác bản mệnh hoàn toàn xứng đáng. Tình hình kinh doanh, buôn bán khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động, đây là lúc bạn nên lập ra những kế hoạch cụ thể với mục tiêu rõ ràng, mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình, may mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi tháng quý mão này có nhiều cát tinh trợ mệnh, người tuổi quý hợi có cơ hội trúng số, trúng thưởng cũng sẽ rất cao, nhiều người biết nắm bắt được cơ hội này và trở nên giàu có một cách bất ngờ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, bạn cũng nên biết cách sử dụng tiền hợp lý nhé, tránh để tài vận bị tiêu hao. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình, tuy nhiên làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt, đặc biệt là đừng nóng vội đầu tư vào các lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ, hoặc nghe theo những lời đường mật của người ngoài mà chung vốn đầu tư khiến cho bản mệnh rất dễ bị thua lỗ, không thu hồi được vốn. Ngoài ra khi có tiền trong tay bản mệnh tuổi quý hợi cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, một phần chi tiêu, một phần tiết kiệm, một phần để tái đầu tư để tiền luôn được sinh sôi nảy nở nhé. Về mặt tình cảm Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão Mùi trợ mệnh, nên vận trình tình cảm ngày càng hưng vượng, đào hoa khoe sắc thúc đẩy nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Các cặp đôi đã có một thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng mặn nồng, bền chặt có thể tính chuyện lâu dài. Quan trọng là cách hai bạn chung sống và hòa hợp với nhau sau này ra sao, bạn cũng đừng quá đặt nặng những vấn đề sâu xa khác nhé. Đối với những người độc thân, trong tháng 2 này có thể có được lương duyên như ý, không khó để tìm cho mình được tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng mối quan hệ xã giao, năng nổ gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tìm kiếm cơ hội kết duyên đôi lứa. Về giao đạo, mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận, không khí vui vẻ, giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bát đũa còn có lúc xô sát, huống gì vợ chồng chung sống cả đời sao tránh được, những cự cãi, giận hờn, những lúc như vậy, hãy chú ý hành sự có chừng có mực, tránh gây hiểu nhầm, hoặc hành sự theo cảm tính, hay nói lời vô tình, kẻo lại gây tổn thương nữa kia của mình nhé. Ngoài ra, trong tháng có đế vượng xuất hiện mang hàm ý về hỷ tiến, sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai bạn có thể lên kế hoạch ngay trong tháng, tỷ lệ thành công rất cao, chúc bạn may mắn sớm đón thành viên mới. Về mặt sức khỏe Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, về phương diện sức khỏe của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 lại không được tốt cho lắm, tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập có thể gặp phải vấn đề bất lợi. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của, bạn cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, bạn cũng nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là ăn uống đúng giờ giấc đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh ngoài ra bạn cũng nên chú ý an toàn trong sử dụng các vật dụng sắc nhọn vận hành máy móc hay khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc nhé bật mí bí kíp giúp thu hút sự may mắn tất cả chỉ gói gọn trong bốn bước người tuổi quý hợi nên biết sớm để giàu sớm đã bao giờ bạn có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình khi liên tiếp gặp chuyện xui xẻo và thầm nghĩ rằng phải chăng thần may mắn đã bỏ rơi mình hầu hết mọi người sẽ nói với bạn rằng may mắn là ở đúng nơi với đúng người vào đúng thời điểm nhưng thực ra may mắn còn chứa đựng nhiều hơn thế nếu bạn đang ngồi chờ vận may ập đến như một tia chớp nhân từ thì có lẽ bạn nên biết điều này thực chất may mắn không phải là điều gì đó xảy ra với chúng ta đó là điều gì đó xảy ra do chúng ta bạn đã bao giờ tự hỏi liệu bạn có thể cải thiện vận may của mình không dưới đây là vài phương pháp phổ biến để thu hút may mắn hãy thử và từ từ cảm nhận hiệu quả tích cực lên cuộc sống của bạn thứ nhất là tối đa hóa cơ hội những người may mắn tạo ra chú ý và hành động dựa trên những cơ hội mà họ có được trong cuộc sống họ thường luôn giữ cho mình đủ bận rộn không ngại thử thách với những điều mới vì nếu một việc gì đó trong cuộc sống không suôn sẻ thì họ vẫn còn nhiều lựa chọn khác hãy thử một môn thể thao mà bạn chưa thử đi đến một nơi nào đó mà bạn chưa từng đi những điều này đều có thể mở ra cánh cửa cơ hội mà bạn chưa từng không ngờ đến hãy nghĩ về những vận động viên nổi tiếng nếu họ chưa bao giờ thử môn thể thao đó họ sẽ không bao giờ biết rằng đó là tài năng mà họ được ban cho vì vậy hãy tiếp tục thử những điều mới tự tạo cho mình các cơ hội mới nếu bạn làm những gì bạn luôn làm bạn sẽ nhận được những gì bạn luôn nhận được càng chăm chỉ để tìm kiếm và nắm bắt cơ hội bạn càng nhận được nhiều may mắn thứ hai là suy nghĩ tích cực các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc quan có thể làm giảm căng thẳng và giúp bạn sống lâu hơn nhưng nó có thể giúp bạn may mắn hơn không khi lạc quan bạn mạnh dạn đối mặt với thử thách và điều này tăng cơ hội thành công hơn khi bạn không trốn chạy vì những suy nghĩ tiêu cực nếu bạn tin rằng việc mình làm sẽ đạt được kết quả tốt bạn sẽ nỗ lực và có động lực để biến điều mình tin tưởng thành sự thật vì vậy muốn gặp may mắn đừng để những suy nghĩ tiêu cực hiện diện suốt ngày trong đầu đừng để sự tiêu cực cướp đi vận may của bạn thứ ba là biến vận rủi thành may những người may mắn không phải lúc nào cũng may mắn nhưng họ xử lý nghịch cảnh khác với những người không may mắn nhìn thấy mặt tích cực ngay cả với những điều xui xẻo tin rằng bất kỳ vận rủi nào trong cuộc sống của họ về lâu dài sẽ đem lại điều tốt người may mắn không dựa vào vận may của họ thực hiện các hành động mang tính xây dựng để ngăn chặn những điều xui xẻo hơn trong tương lai khi mọi thứ trở nên khó khăn bạn có hai lựa chọn trốn tránh hoặc tiếp tục đối mặt Bỏ cuộc ủ rũ và nhốt mình trong nhà sẽ không giúp vũ trụ mang đến cho bạn những cơ hội tốt hơn. Vì vậy hãy không ngừng tìm cách lật ngược thế cờ, tìm giải pháp cho vấn đề của bạn, may mắn sẽ xuất hiện trong lúc bạn không ngờ đến. Thứ tư là lắng nghe trực giác. Những người may mắn hành động dựa trên trực giác của họ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Gần 90% những người may mắn nói rằng họ tin tưởng trực giác của mình khi đề cập đến các mối quan hệ cá nhân và gần 80% nói rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong lựa chọn nghề nghiệp của họ. Trực giác là thứ mà bằng cách nào đó, cơ thể và bộ não của bạn phát hiện ra một vấn đề ngay trước khi bạn ý thức được vấn đề đó. Có không ít người may mắn thường nói, nếu tôi có cảm giác bất an về điều gì đó, tôi sẽ dừng lại và xem xét nó. Bạn muốn tăng may mắn trong cuộc sống của mình, hãy để tâm đến trực giác của mình hơn. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị tuổi quý hợi sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại